Ban biên tập chương trình Thời sự nhanh mến chào quý vị khán giả. Mến chúc quý vị có một ngày làm việc thật hiệu quả và cùng chúng tôi cập nhật kịp thời những thông tin nổi bật đến từ Thời sự nhanh. Mời quý vị cùng tiến tới chuyên mục điểm tin chính và cùng theo dõi. Khen thưởng không phải là món quà. Khi người dân ngộ độc cần sa vì ăn bằng ngô. Góp BRG Đà Nẵng cấm cửa ông Nguyễn Viết Dũng là chí phải. Vụ hành hung nữ nhân viên sân gốp, ông Nguyễn Viết Dũng nhận sai và xin lỗi. Vừa rồi là phần điểm qua những thông tin sẽ có trong chương trình. Ngay bây giờ, cùng mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Khen thưởng không phải là món quà. Quý vị và các bạn thân mến, năm 2022 sắp đi qua, năm mới 2023 đã cận kề. Cùng đó là Tết Nguyên đán, đây là thời điểm các cấp các ngành địa phương tiến hành tổng kết cuối năm, trong đó có thi đua khen thưởng. Thời gian qua, công tác khen thưởng nói riêng và thi đua khen thưởng nói chung đã có tiến bộ, nhưng ở nhiều nơi vẫn còn khá công thức, hình thức, có khi cũng chỉ vì khen thưởng không đúng mà dẫn đến mất đoàn kết. Theo Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, dù có nhiều thành tích nhưng công tác khen thưởng có lúc có việc chưa kịp thời. Khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp chưa nhiều. Tính tiêu biểu, nêu gương và lan tỏa trong công tác khen thưởng có lúc còn hạn chế. Đặc biệt, tại nhiều nơi, khen thưởng như là một món quà mà chưa thực chất. Có khi còn như một sự ban phát cho người này mà tước đi của người khác. Ngày 10 tháng 12 năm 2020, tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu chỉ đạo. Tổng Bí thư nhấn mạnh, công tác thi đua khen thưởng có tầm quan trọng đặc biệt, góp phần tạo ra động lực thúc đẩy các hoạt động cách mạng, sự thành công trong công cuộc kháng chiến kiến quốc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta trong hơn 70 năm, đã khẳng định giá trị đúng đắn, sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước. Có thể nói, mọi thành quả của cách mạng nước ta đều gắn liền với việc tổ chức hiệu quả trong các phong trào thi đua yêu nước. Tuy nhiên, Tổng Bí thư cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi đua khen thưởng cũng còn một số hạn chế, nhất là còn nhiều mô hình, gương điển hình tiên tiến ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa được phát hiện, bồi dưỡng kịp thời và nhân rộng có hiệu quả. Công tác khen thưởng có lúc có việc chưa kịp thời. Khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp chưa nhiều, nhất là các hình thức khen bậc cao. Tính tiêu biểu, nêu gương và lan tỏa trong công tác khen thưởng có lúc còn hạn chế. Từ đó, Tổng Bí thư cho rằng, trong xét thi đua khen thưởng thì trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị là rất quan trọng. Cùng với ban thi đua khen thưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải bảo đảm khen thưởng chính xác, công khai, minh bạch. Chú trọng khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất. Khen thưởng phải phù hợp với thành tích và kết quả đạt được. Thi đua là để đào tạo, rèn luyện và xây dựng con người mới. Tránh hình thức, Tổng Bí thư nói. Khen thưởng đúng người, đúng việc cũng như kỷ luật đúng người, đúng việc được coi là hai mặt của một vấn đề. Riêng về khen thưởng, cần tránh thái độ ban ơn, ban phát hoặc trao thưởng cho người của mình mà gạt đi người xứng đáng khác sang một bên. Cách hành xử ấy dẫn đến việc không công bằng trong tập thể, khiến các phong trào thi đua mất sức sống. Đáng ngại hơn là việc bầu chọn danh hiệu thi đua từ cơ sở không đúng. Cứ giới thiệu dần lên các cấp trên, cuối cùng là định hình giả, không có giá trị nêu gương, nhân rộng trong phong trào thi đua, không lan tỏa năng lượng tích cực trong các cơ quan đơn vị. Một việc nữa trong xét tặng danh hiệu thi đua khen thưởng là rất cần lưu ý đến người lao động. Không thể coi là các danh hiệu, các phần thưởng như một đặc quyền nghiễm nhiên của lãnh đạo. Nếu cứ xét danh hiệu thi đua từ trên xuống dưới thì người lao động sẽ hết sức thiệt thòi. Thực tế cho thấy nhiều năm qua, do danh hiệu thi đua phần lớn rơi vào cán bộ có chức có quyền trong đơn vị nên xét thi đua trở thành hình thức, chỉ là việc hợp thức hóa công lao cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị sau khi điểm danh khắp lượt cán bộ từ cấp phòng ban trở lên. Còn lại suất nào mới tính đến người lao động? Bất cập ấy không phải không được nhìn thấy, chỉ ra nhưng đáng tiếc là rất chậm được khắc phục. Vì thế, bên cạnh việc cấp trên có hướng dẫn bình xét thi đua rõ ràng, thì quan trọng hơn vẫn là sự tự giác của người đứng đầu cơ quan đơn vị. Sinh thời, Bác Hồ rất coi trọng công tác thi đua khen thưởng. Người từng nói, 100 bài diễn thuyết hay không bằng một tấm gương sống. Và quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước. Khi người dân ngộ độc cần sa vì ăn bỏng ngô. Thưa quý vị, bà Trờ 56 tuổi ở Hà Nội ăn 2 miếng bỏng ngô do con đặt mua trên mạng. Sau một tiếng, bà cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, nôn ra thức ăn. Sau đó ý thức lơ mơ nên được người nhà đưa vào trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai. Kết quả xét nghiệm nước tiểu phát hiện chất THC, một chất chính có trong cần sa.
Vụ việc này xảy ra vào cuối tháng 11 và được ghi nhận là trường hợp đầu tiên ngộ độc cần sa sau ăn bỏng ngô được phát hiện. Tuy nhiên, ngộ độc cần sa có trong các loại bánh ngọt, bánh quy, kẹo và trong thuốc lá điện tử, thuốc lào đã xuất hiện tại nhiều bệnh nhân khác khi cấp cứu tại Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai. Nguy hiểm hơn, nạn nhân không chỉ có người lớn. Một trẻ 5 tuổi sau khi uống 5ml dung dịch màu vàng trong lọ thủy tinh của thuốc lá điện tử, khoảng 15 phút đã xuất hiện co giật, nôn ói, hôn mê. Xét nghiệm bệnh phẩm của bé tại Bệnh viện Nhi Trung ương cho kết quả dương tính với chất ma túy tổng hợp mới có tên là ADB Butikana. Đây là trường hợp thứ hai Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận và điều trị trẻ bị ngộ độc liên quan đến thuốc lá điện tử. Trong đó, dụng cụ thuốc lá điện tử lại không chứa nicotine thông thường mà là vỏ bọc ngụy trang của ma túy tổng hợp. Bằng hình thức trộn chất cấm vào thức ăn, thức uống, thuốc lá điện tử, bọn tội phạm đang khiến ma túy thâm nhập sâu hơn vào cộng đồng, dễ dàng tiếp cận hơn với giới trẻ. Sự tinh vi trong buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ ma túy khiến các bậc phụ huynh ngày càng thêm nỗi lo mới, không thể chủ quan với những cạm bẫy bủa vây con em mình. Ai có thể nghĩ rằng bản thân đang sử dụng ma túy, cần sa ngụy trang ở ngay trong những sản phẩm thông thường, có thể dễ dàng mua bán trên mạng hay trong thuốc lá điện tử. Theo cơ quan chức năng, gần đây tội phạm ma túy đã chế tạo những chất ma túy mới chưa có trong danh mục cấm đựng trong dung dịch thuốc lá điện tử, dùng dụng cụ thuốc lá điện tử để sử dụng trái phép. Các chất ma túy mới bao gồm 1 EPLDS, 2 FMA, 3 FEA, 3 MMC, MDMB 4N, Pinaca, ADB Butinaca, 4 FMDMB Butica, 4 F Abuticana. Những tên gọi, những ký hiệu này với số đông chúng ta đều lạ lẫm, nhưng đó là các chất ma túy khi mà sử dụng sẽ gây ảo giác, có thể gây co giật, hôn mê, thậm chí tử vong. Ngoài ra, cơ quan công an cho hay, thời gian gần đây trên thị trường cũng xuất hiện tinh dầu cần sa CBD để trộn vào tinh dầu thuốc lá điện tử. Theo đó, CBD là một chiết xuất cần sa có chứa hàm lượng cao CBD và một ít hoặc không có THC, thành phần chính trong cây cần sa, cho cảm giác phê. Về góc pháp lý, Điều 121 Bộ Luật Hình sự năm 2000 về tội mua bán trái phép chất ma túy quy định, người nào buôn bán các chất ma túy có thể đối diện với hình phạt từ 2 đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Tuy nhiên, bằng những hình thức thủ đoạn tinh vi, giới tội phạm vẫn ngang nhiên lộng hành bất chấp luật pháp. Hồi tháng 9, Công an quận Nam Từ Liêm Hà Nội đã triệt phá một đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Trong đó, các đối tượng liên lạc với nhau qua mạng xã hội mua bán thuốc lá điện tử thảo mộc giấy khô. Sau đó, phun tẩm các dung dịch chứa chất ma túy loại ADB Butikana. Biết rằng, việc truy quét tội phạm là nhiệm vụ của cơ quan công an. Tuy nhiên, các đơn vị vận hành website thương mại điện tử hay các nền tảng mạng xã hội cũng cần tăng trách nhiệm trong kiểm soát các nội dung đăng tải, nguồn gốc hàng hóa giao bán, lắng nghe phản hồi của người tiêu dùng về sản phẩm, dịch vụ. Chống tệ nạn xã hội là trách nhiệm chung, chứ không liên quan của cơ quan nào. Các gia đình, nhà trường được công an cảnh báo cần quan tâm sát sao với các con, học sinh để ngăn chặn các loại ma túy núp bóng dưới thuốc lá điện tử len lỏi vào giới trẻ. Sự sát sao không phải là kiểm soát, tra xét một cách cứng nhắc, mà là sự quan tâm hỏi han thường xuyên, là việc giáo dục phổ biến về nhận thức để trẻ chủ động, tránh xa các cám dỗ. Đừng thờ ơ và chủ quan, để đến khi mọi sự đã rồi mới quy trách nhiệm. Lúc đó, nạn nhân có thể chính là con em chúng ta, đã lãnh đủ. Gốc BRG Đà Nẵng cấm cửa ông Nguyễn Viết Dũng là chí phải. Thưa quý vị, thông báo này được gửi đến hệ thống các sân golf vận hành bởi BRG Golf và cá nhân ông Nguyễn Viết Dũng. Đại diện tập đoàn BRG từ chối trả lời câu hỏi căn cứ vào đâu để từ chối phục vụ đối với golfer Nguyễn Viết Dũng. Nhưng qua thái độ đứng đắn này, cho thấy họ đã có đầy đủ thông tin về vụ việc. Nhưng công bố thông tin không phải là việc của họ, như đại diện tập đoàn BRG nói rất thận trọng với báo chí. Chúng tôi chỉ thông báo nêu lý do từ chối riêng với cá nhân ông Nguyễn Viết Dũng, nhưng cũng chung chung về những vi phạm theo quy định tại sân golf. Còn những thông tin về việc đánh nữ nhân viên phục vụ như thế nào sẽ có điều tra báo cáo khác sau này. Bất cứ môn thể thao nào cũng giúp con người ta rèn luyện về thể chất và tinh thần, cụ thể là tinh thần cao thượng, kể cả những môn thi đấu đối kháng một mất một còn trên sàn. Riêng môn golf không phải là sự sang trọng trong hình thức bề ngoài như người ta thường nói là môn thể thao quý tộc, mà môn thể thao này hấp dẫn và quý tộc vì mang đến cho người chơi nhiều đức tính tốt đẹp. Ngoài sự kiên trì, nhẫn nại, golf rèn cho người ta biết chơi kiềm chế và quản lý cảm xúc, đặc biệt là khiêm tốn và tôn trọng người khác.